Tôi đang vã mồ hôi ra khi tôi leo lên tầng thứ 9 của một cái tòa nhà chung cư mini nằm ở khu vực gần trường Đại học Hà Nội. Đây là một tòa nhà mà có lẽ rằng là nó sẽ đem lại rất nhiều các kiến thức cho những người xem cái video này. Vì nó là một cái tòa nhà rất là to, lớn, có tổng là 52 phòng, khép kín và làm cái dạng căn hộ gác xép, gọi là trọ cao cấp đấy. Đây là trên tầng thượng, bao gồm một cái khoảng sân rất rộng. Cái tòa nhà này ấy, thì trước đây nó là một cái khu biệt thự, là một cái căn biệt thự 145m2. Họ đã mua lại và họ đập toàn bộ cái căn biệt thự đi và họ xây nên cái tòa chung cư mini 52 phòng và dự kiến đem lại cái dòng tiền là 260 triệu đồng một tháng riêng tiền cho thuê thôi, còn tất cả các cái tiền khác chưa tính. Như thế thì có thể là đem lại khoảng 300 triệu đồng một tháng doanh thu cho chủ đầu tư của cái tòa nhà này. Và cái tòa nhà này đã có người giả 40 tỷ nhưng họ chưa bán. Mình sẽ review qua cho các bạn là cái công năng rồi là cái cách họ xây dựng, bố trí cái mặt bằng của cái tòa chung cư mini này. Các bạn theo chân mình giới thiệu nhé. Trên này thì chúng ta có thể nhìn thấy đây một cái khu, nó là cái khu vực thang máy ở bên dưới. Đấy, đây là cái tum chứa hệ thống nâng hạ của thang máy. Camera có thể quay sâu một tí cho anh em tham khảo. Và bên này thì họ xây thêm một cái tum nữa để làm phòng thờ. Và trên đây mai sau chắc chắn họ sẽ dựng cái dàn mái này, dựng cái dàn mái để che mưa che nắng, và mọi người ví dụ như người ở đây chắc chắn là đối tượng ở đây là sinh viên là nhiều, sẽ lên trên đây có thể là view cảnh và có thể ngồi trên đây đọc sách hay là tán gẫu ở trên này cũng được. Và chúng ta cùng nhau đi xuống dưới tầng xem nào họ bố trí phòng ốc như thế nào nhé. Đây là cái tum của cái thang bộ này thì cũng cao khoảng độ 2,5 m thôi, lại chỉ tầm xây tầm đấy thôi. Đấy, mình 1,6 m cộng với lại trên này cũng 70-80 phân nữa thì là khoảng độ 2,5 m. Cái thang bộ này thì chúng ta có thể thấy được là nó tạo cái xoắn ốc là khá gấp và mỗi cái bậc cầu thang ấy nó chỉ bé tí thôi, mỗi bậc cầu thang rất là bé, có cái chỗ nó chỉ khoảng được 20 phân thôi. Bởi vì là bây giờ người ta xây dựng cái tòa nhà chung cư mini này ấy, nó đi chủ yếu bằng thang máy thôi, nó không đi bằng thang bộ mấy, và thang bộ chỉ là thoát hiểm thôi. Đấy, và ở đây là có một cái phần thang, họ cũng làm sẵn cái hệ thống phòng cháy chữa cháy nhá. Chạy dọc ở đây thì hệ thống phòng cháy chữa cháy này đối với cái tòa nhà 9 tầng này ở khu vực Hà Nội họ cũng chỉ làm, gọi là làm cho có thôi, hiện tại đang làm cho có, và trong các phòng là không bố trí được các cái hệ thống báo cháy, chỉ có hệ thống nước chọc xuyên xuống các tầng là đấu từ cái bồn bồn nước sinh hoạt luôn. Đấy, phòng cháy chữa cháy họ đấu trực tiếp vào. Và ở trên này thì là trên tầng 9 này là có 4 phòng như thế này. Đấy, có 4 phòng. Chúng ta nhìn này. Đấy, gác xép. Camera có thể lên nhìn view qua các gác xép cho khán giả xem ở trên họ làm gác xép như nào. Một cái bộ lan can như này này thì họ đang làm bao gồm là hệ thống ống kẽm và hệ thống bậc gỗ, gỗ đặc nhá, gỗ thịt đấy. Đó là họ đang bán gần 6 triệu đồng một bộ. Cái gác xép thì họ đổ bê tông luôn nhé, họ bổ bê tông thì nó chắc chắn và nó đỡ kiểu là nếu mà có đi vệ sinh hay thao tác gì ở dưới này nó sẽ không làm ảnh hưởng lên trên cái tầng trên gác xép của mọi người đang ngủ. Và đây là khu nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì ở đây thì cũng tùy từng phòng có diện tích nó sẽ khác nhau và mai sau cũng có cái giá cho thuê khác nhau. Như ở đây là chiều sâu của nhà vệ sinh là 1,5 m và chiều ngang là 1,2 m. Còn bếp thì là ở đây là rộng là 60 phân và dài là 1,1 m. Và đây là có ban can mà ban công. Ở cái tòa nhà này thì có khá hay là nó căn nào nó cũng có ban công ra ngoài, rất là thoáng. Rồi chúng ta sẽ đi sang một phòng khác đi. Đây là cái khu vực phòng cực kỳ rộng, mà phòng này thì gọi là cái dạng cơi lới các bạn ạ. Theo thiết kế thì là chắc là không có, nhưng mà bây giờ họ tiếp tục họ cơi lới. Đấy, họ không có tường bao đâu và họ cơi lới biến thành một phòng nữa. Phòng này thì nó gọi là master luôn, phòng này phòng rộng nhất. Bình thường ra thì đây là một phòng bao gồm phía dưới tầng dưới nó gồm 2 phòng đấy, nhưng ở đây họ biến thành một phòng luôn, gọi là phòng master luôn đấy. Đấy, nhà vệ sinh đây, bếp đây. Và chắc là họ sẽ làm vách kính nữa.
Rồi chúng ta sang một vài phòng ở bên này nữa xem sao. Đây, cameraman có thể là quay sơ bộ ở trên. Đây là cái tầng 8 nha các bạn. Tầng 8 thì nó như này, nhưng tầng 9 thì nó khác một chút. Đấy, đây nữa. Đây. Đây có hai phòng master luôn. Vì ở trên tầng thượng này thì nó là cái tầng mà nó bố trí khá là nhiều. Có lẽ là cái phần xây vượt phép đấy. Xây vượt phép. Rồi chúng ta đi xuống dưới tầng đây, cái này cái tầng mà nó có 8, đủ 8 phòng luôn. Đấy. Đây, 8 phòng, mỗi phòng thì chỉ khoảng độ 15 đến có đây phòng này, ví dụ như là chiều dài là 4m4, ngang là 3m3, thì nó khoảng độ 14m2. Đấy, 14m2 bao gồm cả khu vệ sinh và gác xếp ở phía trên. Nếu mà tính diện tích ra thì nó khoảng cả gác xếp nữa thì diện tích sử dụng nó khoảng hơn 2m2 đấy, hơn 20m. Và mỗi phòng ở đây thì hiện tại đang cho thuê là trung bình giá thấp nhất mỗi phòng ở đây là 5 triệu đồng một phòng. Đấy, vì nó rất là trung tâm, nằm ngay ở đường Nguyễn Trãi và gần trường Đại học Hà Nội. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy khu thang máy đây và các phòng đây. Đấy, ở đây là 8 phòng. Đấy, thang máy này kích thước này, chiều rộng, các anh ơi, chiều rộng thang máy này nó bao nhiêu mét nhỉ? Từ không, nghĩa là chiều rộng phủ bì ấy, cái phần thô này, rộng với sâu. Phần thô là 1m8, 1m6. Đấy, cái thang máy này là xây để phần thô là rộng, là để cái hố pit là 1m8, 1m6 các bạn nhé. Đây. Đây là mà cũng là một phòng. Nói chung các phòng chia gần như giống nhau hết. Có khoảng độ 12 đến 15 mét vuông tùy từng phòng. Đây thì đó là một số các cái hình ảnh của một cái căn hộ chung cư mini 8 tầng 52 mét vuông. Mình muốn review cho các bạn. Đây, chúng ta để ý thêm cái hành lang ở đây thì khá là rộng này. Ví dụ đây là gạch này là gạch 600 này. 1 2 3 600 thì ở bên này là 30 phân nữa là rộng 1m2. Đây, nếu mà để hành lang rộng 1m2 thì đi lại nó thoáng đãng như này. Đấy, cửa này. Đấy, cửa ở đây thì nó cũng chỉ khoảng 2m2 thôi. Rồi, ok. Thì đó là một cái mà mình muốn review cho các bạn xem cái mô hình xây nhà trọ, nhà chung cư mini ở Hà Nội nó như thế nào. Đấy, đặc thù bây giờ là cái mô hình này là đang áp dụng rất nhiều ở Việt Nam của chúng ta. Nó tối ưu được cái diện tích. Chúng ta biết là cầu thang nó xoắn nhiều ấy. Nó chia bậc rất là nhỏ bởi vì là cái số lượng bậc theo chiều cao nó nhiều. Nó là phải là 21 bậc. Thì bởi vì là nến làm gác xép nên là cần cái chiều cao này là khoảng 3m6. Một cái đặc biệt hơn ở cái nhà này các bạn để ý là nó xây cái phần nõm của cái nhà vệ sinh này. Đấy, thì nó xây cái phần nõm, nó làm luôn âm sàn bằng bê tông nhé. Sau đó đặt thì cái này nó có tính năng rất tốt là mai sau nó sẽ chống thấm. Nếu mà chúng ta không để cái phần này mai sau chúng ta làm thạch cao ấy, thì nó sẽ dễ bị thấm. Thì cái riêng cái phần ở góc bên này này để họ đi đường ống nước âm ở dưới sàn đấy, thì nên là ở phía tầng bên dưới nó sẽ bị nõm xuống một cái phần mà như chúng ta đang nhìn nổi xuống dưới chút đấy. Đấy, và nhà này thì nó là căn nào cũng có hai mặt thoáng. Đấy, mặt thoáng đằng sau. Chính vì thế nên là mai sau sẽ khai thác và cho thuê rất là tốt và giá tối thiểu nó cũng phải 5 triệu đồng. Đấy, anh em tham khảo các cái loại hình như này về để làm tòa nhà cho mình nhé. Nếu mà có những cái ý kiến nhận xét gì hay bình luận gì thì có thể bình luận vào cái video này. Mình giải thích được thì mình sẽ giải thích cho các bạn, còn nếu không thì mình sẽ hẹn các bạn ở cái video sau, mình sẽ làm rõ những cái nội dung mà các bạn thắc mắc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.